Chào mọi người đã quay trở lại với clip chế biến gỏi của Aul. Trong clip trước thì mình đã có chia sẻ về chiếc xe gỏi đồ đổ Thái Lan của mình. Và hôm nay mình cũng xin chia sẻ một số kỷ niệm mà mình đã có được ở trên chiếc xe gỏi của mình. Kỷ niệm đầu tiên của mình là vào một ngày thứ bảy, hôm đó khách rất là đông. Và đến buổi tối thì mình chuẩn bị dọn xe về thì có một anh chạy lại nói là muốn ăn gỏi của mình. Và mình hỏi anh đó là anh muốn ăn gỏi đồ đổ Thái Lan hay gỏi đồ đổ Ba Khía. Anh trả lời là anh ăn chay. Mình đứng hình 5 giây, mình nghĩ trong bụng là chắc tới chọc chơi hay gì á. Kiểu này mà mở hàng là chắc đốt luôn xe, khỏi cần đốt không long luôn á. Nhưng bằng với lại kinh nghiệm phục vụ khách hàng trong nhiều năm thì mình cũng vẫn tỏ ra rất là ân cần với anh. Mình có trả lời lại với anh là dạ anh ơi, gỏi đồ đủ của em thì xài mắm mặn nên thành ra là anh ăn chay chắc không được ạ. Cũng trả lời là nhưng mà bây giờ anh thèm quá thì phải làm sao em. Mình nói nếu như bây giờ mà anh thèm quá thì chắc em cũng làm được cho anh, nhưng mà không xài mắm anh xài nước tương được không? Anh nói là ok. Nhưng rồi mình nói với anh là dạ anh ơi, giờ cái gói của em nó dính mắm mặn rồi làm sao đây? Anh nói là thôi giờ em cứ giúp anh đi chứ anh cũng không biết nữa. Và rồi mình mới nghĩ ra cách là bỏ tất cả các gia vị mà không mặn vào trong một bịch ni lông, mình để trong cối và bắt đầu mình giã cho nó nát ra. Với cách đó thì mình vẫn có thể đâm được cho anh một phần gỏi mà không đụng tới nước mắm mặn. Sau đó anh nhận phần gỏi của mình và tỏ vẻ rất là vui. Xong phần đó là mình đánh xe gỏi về nhà. Trên suốt đoạn đường về nhà thì mình suy nghĩ là nếu như mà mình bỏ tâm vào bất kỳ một cái công việc gì đó mà mình yêu thích đó, thì mình đều làm được hết đó các bạn. Rồi đến một ngày hôm nọ thì mình nhớ không lầm là hôm đó là buổi chiều thứ ba lúc 5 giờ chiều. Khách bắt đầu đông là vì người ta đang trên đường đi làm về thì người ta sẵn tiện ghé người ta mua luôn. Và mình nhớ không lầm là lúc đó đang có 4 người khách đang đứng chờ. Và lúc đó xuất hiện một chị khách thứ năm đến. Chị đợi được tầm 5 phút và chị bắt đầu giục là em ơi làm nhanh lên đi chứ chị bận lắm. Rồi mình cũng giải thích cho mấy chị hiểu là mấy chị thông cảm đợi hơi lâu một tí xíu vì em giả mỗi người mỗi cối riêng á, nên mấy chị thông cảm nha, để cho nó ngon và nó thấm hơn á. Lúc đó thì mọi người ai cũng tỏ ra rất là thông cảm với mình và vẫn là đứng chờ đợi. Còn riêng chị đó thì mặc dù đến sâu nhưng mà vẫn là giục mình làm thiệt là nhanh. Và mình nghĩ là để không ảnh hưởng cái bầu không khí đang chờ đợi của mọi người thì mình có nhắc khéo chị là nếu như bây giờ chị bận thì chị có thể là quay lại sau và em sẽ phục vụ chị chu đáo hơn ạ. Chị vẫn trả lời là không, em làm nhanh đi, chị đến đây chị đợi. Sau 20 phút thì cũng tới lượt của chị. Thì mình có hỏi chị là ủa sao nãy chị không đi công việc đi rồi chút nữa chị quay lại, cái gì chị dặn em làm trước cũng được mà. Chị trả lời là thôi làm nhanh đi cho nội, nãy giờ con đứng không biết miếng quê gần chết. Cũng đúng thôi các bạn, làm mấy cái này nè, cái gia vị với lại mắm á, nó sọc lên lỗ mũi nó chịu không nổi rồi đó. Trước lúc dịch á, lúc mình chưa đeo khẩu trang á, thì làm á, mình nuốt nước miếng mình cũng ngại lắm chứ. Vậy mà mấy chị cứ nói là tại sao em không vừa đâm gõ vừa hát cho vui. Mình cũng trả lời là dạ em làm cái này em nuốt nước miếng gần chết rồi, còn mấy chị còn kêu em hát nữa chắc em sặc nước miếng luôn á. Mình thấy đa số khách rất là vui tính, nhưng mà có một số khách cũng rất là nóng tính các bạn. Nhiều lúc khách lớp trong mình phục vụ chưa xong thì lớp ngoài người ta lại đến. Mình cũng có nói với ra là anh chị vui lòng đợi em chút xíu, đợi được 5 phút thì người ta cũng không chịu đợi nữa, đó người ta phóng xe đi. Hơi buồn tí xíu vì không được phục vụ những người khách đó, nhưng mà mình cũng phải kiểm soát lại tinh thần để mà phục vụ những người khách đang ở đây. Vậy nên khách cũng hay nói với mình là tới xe của mình vui vẻ nên người ta thích tới. Nên mình thấy cái cách phục vụ nó cũng rất là quan trọng các bạn ạ. Đôi khi có món ngon mà cách phục vụ lại chu đáo thì nó sẽ thu hút người ta nhiều hơn. Nhưng mà sắp tới là giãn cách thêm 15 ngày nữa thì mình cảm thấy buồn như mất khách vậy.